nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bạn để tâm đến quá nhiều thứ trong thời gian dài, hay bạn bị quá sức và quá tải bởi những xoay dần trong cuộc sống, bạn luôn sống trong căng thẳng, lo âu, thậm chí có lúc còn hoang mang sợ hãi vì những cam kết của chính mình, vậy thì cuốn sách Đời thay đổi khi ta thôi đẩy chính là thứ dành cho tất cả những ai đang làm việc quá nhiều, chơi quá ít và chẳng bao giờ có đủ thời gian để cống hiến cho những người và những thứ thực sự khiến chúng ta hạnh phúc. Cuốn sách này là sự đúc kết của mọi điều mà tác giả Sarah Nay đã học được về việc ngừng quan tâm là minh chứng cho niềm vui mà nó mang lại và là một bản hướng dẫn cho những ai muốn giải thoát bản thân khỏi xiềng xích của việc quá bao đồng, từ đó có thể theo đuổi cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Các bạn thân mến, cuốn sách Đời thay đổi khi ta thôi đẩy của tác giả biên tập viên Sarah Nay sẽ gỡ rối những vấn đề về sự quá tải, ngừng quan tâm đến những điều ít quan trọng để dành sự chú tâm vào những điều thiết yếu trong cuộc sống của bạn. Cuốn sách phù hợp với nhiều bạn trẻ bởi những áp lực về công việc, tiền bạc đôi khi khiến con người ta dễ lầm đường bởi không cân bằng được cuộc sống. Có những áp lực căng thẳng đôi khi xuất phát từ chính bản thân chúng ta vì không biết cách đặt những ưu tiên của mình lên trên hay ôm đồm quá nhiều việc để ý tới suy nghĩ của người khác về mình. Nhưng tất cả chúng ta, ai cũng có một cuộc đời để trải nghiệm. Ta không nên để những điều này làm ảnh hưởng đến mình. Bởi khi ta tự mình quản lý tốt thời gian, biết loại bỏ hết suy nghĩ tiêu cực, thói quen xấu, tâm trí sẽ không bị quá tải và có thể nghỉ ngơi. Khi dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, tự nhiên bạn cũng sẽ nâng cao được chất lượng sống. Trong cuốn sách Đời thay đổi khi ta thôi đẩy, bạn sẽ lý giải được tại sao việc quan tâm đến những điều người khác nghĩ lại là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn, và làm thế nào để ngưng làm điều đó, làm thế nào để phân loại những mối quan tâm của bạn thành các hạng mục để dễ bày xác định xem nó là sự phiền toái hay niềm vui. Các tiêu chí đơn giản cho việc bạn có nên quan tâm đến một thứ gì đó hay không, bí quyết ngừng quan tâm, tầm quan trọng của việc lập và bám sát theo ngân sách quan tâm, việc làm chủ nghệ thuật, quan tâm tới ít đối tượng hơn nhưng chất lượng hơn có thể biến đổi cuộc sống của bạn như thế nào, và nhiều điều hơn nữa. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau: tôi có bị cuộc đời làm cho căng thẳng, quá tải và hoặc chán ngán hay không? Nếu câu trả lời là có cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, hãy dừng lại một chút để tự hỏi tại sao. Có thể bạn sẽ trả lời rằng bởi vì bạn quan tâm đến quá nhiều thứ, hay cụ thể hơn bởi vì bạn nghĩ rằng mình phải quan tâm đến những thứ đó. Và chắc hẳn đã vài lần trong đời bạn đọc được ở đâu đó những câu nói đại khái như: hãy ngừng quan tâm đến lời người khác nói gì về bạn, hãy ngừng quan tâm đến kết quả mà hãy cố gắng từng ngày. Rất nhiều những câu nói truyền động lực giúp chúng ta thay đổi cuộc sống. Nhưng bạn đã hiểu rõ về nguyên lý của việc ngừng quan tâm ở đây là gì chưa? Trong cả cuốn sách này, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy, bạn sẽ thấy thuật ngữ quan tâm được sử dụng theo hai cách. Một là ý nghĩa thông thường về việc quan tâm đến một thứ gì đó, chính là yếu tố tác động đến bước đầu tiên. Tiếp theo là nghĩa đen về việc thực sự quan tâm tới một ai đó hoặc một thứ gì đó bằng thời gian, năng lượng và hoặc tiền bạc mình có. Yếu tố này tác động đến bước tiếp theo. Theo cả hai nghĩa, cách duy nhất để khiến cuộc sống của bạn tốt hơn là ngừng quan tâm tới quá nhiều thứ chẳng đáng. Phương pháp không hối tiếc của tác giả sẽ giúp bạn làm giảm thiểu thời gian, năng lượng và tiền bạc bạn dành cho những người và những thứ vô dụng. Phương pháp này khá đơn giản và cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn các công cụ và quan điểm để làm chủ nó, từ đó giúp cải thiện triệt để cuộc sống hàng ngày của bạn. Trên thực tế thì một khi đã bắt đầu thực hiện phương pháp không hối tiếc, bạn sẽ không bao giờ muốn hoặc cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì không liên quan đến cuộc sống của mình nữa.
một cách cụ thể hơn, tác giả Sarah này cho rằng ngừng quan tâm có nghĩa là trước hết hãy chăm sóc bản thân mình, giống như đeo mặt nạ dưỡng khí cho chính bạn trước khi giúp đỡ những người khác. Ngừng quan tâm có nghĩa là cho phép bản thân nói không, tôi không muốn, tôi không có thời gian, tôi không có đủ khả năng. Quan trọng nhất, ngừng quan tâm có nghĩa là giải phóng bản thân khỏi sự lo lắng, e ngại, sợ hãi và cảm giác tội lỗi liên quan đến việc nói không, cho phép bạn thôi dành thời gian cho những người hoặc những việc bạn không thích. Hay ngừng quan tâm nghĩa là giảm thiểu sự rối loạn về tinh thần và loại bỏ những người, những điều phiền toái ra khỏi cuộc sống của mình, giải phóng không gian để thực sự tận hưởng điều mình thực sự quan tâm. Điều này nghe có vẻ ích kỷ và đúng là như thế, nhưng nó cũng tạo ra một thế giới tốt hơn cho mọi người xung quanh bạn. Bạn sẽ thôi lo lắng về những điều mình phải làm và bắt đầu tập trung vào những điều mình muốn làm. Bạn sẽ vui vẻ hơn và xuất chúng hơn trong công việc. Bạn sẽ được nghỉ ngơi, có nhiều niềm vui hơn bên bạn bè. Bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hoặc dành ít hơn để khiến những khoảnh khắc bạn chia sẻ với gia đình trở nên thực sự quý giá. Bạn có là kiểu người hay để ý đến những gì người khác nghĩ về mình không? Ví dụ như hôm nay bạn mặc một chiếc váy mình yêu thích nhưng bị cô hàng xóm chê xấu, hay đơn giản là bạn yêu thích vẽ tranh nhưng bị người khác bảo là vẽ không đẹp. Những điều này có thể khiến bạn đang ở trạng thái vui vẻ đột nhiên cảm thấy tổn thương rất nhiều. Bạn đã từng buồn vì bị người khác chê cười chưa? Chắc hẳn là rất nhiều lần rồi, đúng không ạ? Thế nhưng nếu bạn bỏ nó ở ngoài tai thì bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn. Nếu hôm nay cuộc sống đối xử tệ bạc với bạn, cũng đừng buồn, hãy tự yêu thương lấy bản thân mình. Nếu hôm nay chạy xe ngoài đường không may bị người khác va phải, bị đồng nghiệp nói xấu, cũng đừng buồn. Nếu bạn thực sự để tâm đến những chuyện này, chúng có thể trở thành nguyên nhân chính gây nên những phiền não trong cuộc đời bạn. Hãy nghĩ về một cuộc sống tốt hơn khi có thể nói không với điều mình không để ý và dành nhiều thời gian, sức lực và tiền bạc cho những điều mình thực sự quan tâm. Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng nội dung chủ yếu của cuốn sách Đời thay đổi khi ta thôi đẩy xoay quanh những câu chuyện cuộc sống đời thường, và bài học mà tác giả muốn gửi đến bạn đọc chính là nghệ thuật dọn dẹp tâm trí. Trong sách, tác giả viết rất chi tiết và cụ thể về cách để ngừng quan tâm về một vấn đề nào đó. Đây là một cuốn sách rất hay với phong văn giản dị gần gũi. Mặc dù nội dung trong cuốn sách không được gọi là mới mẻ, nhưng cách mà tác giả phân tích và cảm nhận thì vô cùng sâu sắc. Cuốn sách rất phù hợp với những bạn trẻ đang lạc lối, không dám đi trên con đường mình chọn. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy sẽ truyền cảm hứng giúp bạn thay đổi và sống cuộc đời của chính mình. Mỗi người chúng ta đều có một hướng đi. Vì thế đừng nhìn vào thành công của người khác rồi tự ti cho rằng bản thân vô dụng. Bạn có giá trị của riêng mình và việc của bạn chính là cố gắng nhiều hơn nữa với ước mơ của mình. Hãy tự tin bước đi trên con đường mà bạn đã lựa chọn nhé. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện tỉnh Tây Ninh và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên sóng FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Thân mến chào tạm biệt.